Dù biển động sóng lớn nhưng hai thanh niên ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn rủ nhau xuống biển tắm. Hậu quả một người tử vong và một người mất tích. Ngày 16 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một thanh niên mất tích trong lúc tắm biển. Trước đó, vào chiều ngày 15 tháng 10, có 3 thanh niên ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn rủ nhau đi tắm biển tại khu vực tiếp giáp giữa phường Hoài Thanh và phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn. Theo lãnh đạo phường Hoài Thanh, thời điểm này biển động có sóng lớn nhưng hai thanh niên vẫn xuống tắm và bị sóng cuốn. Thấy vậy, thanh niên còn lại ngồi trên bờ nhảy xuống kéo được một người lên nhưng người này đã tử vong. Thanh niên còn lại bị sóng biển cuốn ra xa mất tích. Cả hai nạn nhân đều là thanh niên đã trưởng thành, một người sinh năm 2002, một người sinh năm 2004, và một trong hai người vừa xuất ngũ trở về với gia đình. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân.